trôi. Mà đôi tim vẫn cứ hận thù, vẫn cứ ngại ngùng. Hãy nắm tay em đi hỡi anh, hãy nói yêu em không đắn đo, ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa trọn đời. Hãy nhắm đôi mi trao chiếc hôn, hãy lắng tai nghe tim thiết tha, ta thuộc về nhau rồi sẽ không lìa xa mãi mãi. Ủa? Sao mà rút quảng hốt dữ vậy? Tôi tưởng anh bị nhiều dọa, sợ quá nên trốn luôn rồi chứ. Đi đâu chứ? Ngoài nhà rút ra, tôi còn biết đi đâu. Ủa? Đồ đạc anh đâu hết trơn rồi? Anh đừng nói với tôi là anh bán hết đồ đạc, lấy tiền xài hết rồi nha. Sao Trúc đoán hay vậy? Hả? Trúc quả là thiên tài, nói đâu trúng đó, hay thiệt. Trời ơi, anh khùng rồi. Bán cái đồ đạc rồi lấy đồ đâu mà xài. Mấy cái đồ đó bán có một đồng mà mua lại đến mấy chục đồng lận. Sao anh ngu quá vậy? Mà anh xài vô cái gì mà hết tiền bán đồ nhanh vậy? Tôi đi đánh bài. Trời ơi, sao anh ngu cũng chịu chổi cho người khác ngu vậy hả? Đầu anh có não không? Anh có biết suy nghĩ không? Đến giờ này mà anh còn chưa sáng mắt ra sao mà còn đi đánh bài nữa. Anh thật là ngu ngốc, thật điên khùng. Anh chết là đúng rồi, đáng đời anh. Tôi không muốn dí líu gì đến anh nữa. Anh đi đi, đi giùm tôi, đi giùm quất mắt tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đi đi. Đi đi, đi nhanh lên. Anh đi luôn đi. Ủa? Sao không đi? Còn dưới đó làm gì? Cửa ở đây mà. Nè, đồ đạc tôi còn nguyên. Tôi không hề đem bán, cũng không hề đánh bài. Trúc cho tôi ở tiếp nha. Tại sao lại lừa tôi? Bộ lừa tôi, anh thấy vui lắm hả? Tôi đâu có ý định lừa Trúc đâu. Tôi giấu đồ vô đó vì sợ ông Hiệu ập tới bất tử, chạy không kịp. Một mình thì dễ thoát thân hơn là với cái mớ đồ lằng nhằng này, đúng không? Lúc nãy định đùa một chút cho vui thôi, ai ngờ bị Trúc chửi quá xá trời luôn. Mệt quá, vô nhà đi. Từ trưa giờ anh đi đâu vậy? Tôi ra quán cà phê ngồi. Cũng may là tôi nhốt anh Hiệu vô nhà kho kịp, chứ không là tiêu luôn rồi đó. Trúc không có ở nhà, nhìn cái cảnh mà ông cầm gậy xong vô nhà kho tìm tôi, khiếp lắm. Nhốt anh Hiệu vô nhà kho được rồi, tự nhiên vô quán cà phê trốn chi nữa vậy trời. Phải chi có Trúc ở nhà mà nghe ông chửi tôi. Đàn ông gì mà chửi dẻo hơn đàn bà luôn. Ông chửi tôi muốn điếc lỗ tai luôn á. Ông chửi tôi là đồ chó này chó nọ, lại còn dọa nếu mà ông ra được sẵn sàng băm tôi ra hàng trăm mảnh nữa chứ. Nên tốt nhất là tôi chuồn ra khỏi nhà, chứ lỡ ông ra được ông dám làm lắm đó. 36 trước chuồn luôn, vừa đỡ nghe chửi là vừa an toàn. Mà cũng nhận anh cũng hèn thiệt á. Anh Hiệu anh dọa vậy chứ anh không dám làm đâu. Tính ảnh tôi biết mà, tính nóng lắm nhưng mà tốt. Trời, cầm dao rượt chém người lương thiện như tôi mà gọi là tốt? Trời, tốt gì mà kỳ vậy? Tốt gì mà đi chém quần áo của người khác thành đồ dẻ luôn? Hóa ra anh sợ anh Hiệu ra được, chém đồ anh nữa, cho nên đem đồ đi cất đúng không? Chính xác 100%. Hiểu rồi. Bộ cô nói hiểu rồi là hiểu rồi cái gì? Tại nãy về nhà không thấy đồ đạc của anh, tôi tưởng anh đem đồ đi luôn rồi chứ. Trời, tôi đâu có ngu. Ủa, mà tôi tưởng nếu tôi bỏ đi Trúc phải mừng chứ. Không ngờ Trúc chỉ lo cho tôi. Trúc thật kỳ lạ và khó hiểu quá. Trúc lo cho tôi nên mới chửi tôi quá trời đúng không? Anh nhiều chuyện quá. Ủa, mà Trúc có nghĩ là ông Hiệu sẽ quay lại đây không? Chứ một ngày mà ông rượt chém tôi 2 lần thì tôi không chết vì bị chém, chắc cũng chết vì bị đau tim á. Tối tôi sẽ qua nhà nói chuyện với ảnh. Còn bây giờ anh vô nhà dọn dẹp nhà cửa đi. Tôi đi công chuyện chút nữa tôi về. Trúc đi đâu cho tôi đi với, được không?
chứ tôi ở nhà một mình, lỡ ông Hiếu tới là tôi chết luôn á. Vô nhà khóa cửa lại, tôi đi công chuyện 5 phút tôi về liền à. 5 phút thôi nha. Ừ, chìa khóa nè. Để khóa đây nha. Được đây. Ừ, tôi đi á. 5 phút thôi đó nha. Biết rồi. Chắc rồi. Giường cũ là cái chắc luôn, chắc mua cho mình rồi. May quá, có cái này mới. Chứ chiếu mà cũ nằm là chết luôn. Chứng tỏ Trúc vẫn lo cho mình. Kỳ lạ thiệt. Tại sao ta? Sao lại mua cái mền này? Đồ mới đấy chứ. May quá. Để em đi nghe điện thoại. Alo. Dạ, cháu Trúc đây bác. Trúc hả? Cháu có tin mới về thằng Nam hả? Dạ, cháu gọi điện thoại để báo hai bác là Nam đã về nhà rồi. Hai bác yên tâm đừng có lo nữa nha. Cảm ơn cháu. Có tin vui nè. Anh ơi. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, Trúc gọi điện báo là thằng Nam đã về nhà rồi. Trời ơi, vậy thì mình phải mừng. Dạ, phải ăn mừng. Anh nè, coi như dán cờ là anh thua em. Yeah. Phải bỏ tiệc thôi. Ai vậy? Anh Hiếu hả? Tôi Trúc chứ anh Hiếu nào? Mở cửa cho tôi coi. Sao Trúc không gọi tôi mà đập cửa ầm ầm vậy? Hết hồn à. Làm tôi tưởng ông Hiếu quay lại. Tôi gọi ông Sùm nãy giờ mà anh đâu có nghe đâu, cho nên tôi phải đập cửa đó. Mà anh làm cái gì trong này mà tôi kêu nãy giờ không nghe vậy? Tôi ngủ. Tôi chưa thấy ai ngủ say nhanh á. Ngủ kiểu này ăn trộm vô đinh hết đồ cũng biết nữa. Tôi mà ngủ hả, chỉ cần một tiếng đồng nhỏ thôi là tôi cũng tỉnh giấc nữa. À, mà sao anh ngủ suốt ngày vậy? Tôi đi mới có mấy phút thôi mà anh đã ngủ say vậy rồi. Ừ, thì chính Trúc nói ngủ nhiều mau hết bệnh mà. Nhưng mà anh hết bệnh rồi, đâu có cần ngủ nhiều dữ vậy? Thì lỡ đâu bệnh chưa khỏi hẳn thì sao? Nên ngủ cho khỏi luôn. Anh có biết anh nói gì người ta gọi là cái gì không? Là gì? Là dụng chèo khéo chống á. Làm thì dở, mà chống chế thì giỏi á. Thì khéo chống còn hơn là dụng cả chèo, dụng cả chống, đúng không? Ít ra cũng giỏi một thứ chứ bộ. Tôi mua cho anh mớ đồ nè. Với lại mùng mền chiếu gối tôi để trong tủ tôi thấy chưa? Rồi nè, tôi lấy cái gối ra nằm mà nè. Giỏi quá. Mà nè, nằm chiếu chắc đau lưng lắm ha. Anh nói gì vậy? À, tôi nói cảm ơn Trúc đó. Anh làm gì mà nhìn tôi kỳ vậy? Trúc làm tôi nghi ngờ quá. Anh nghi ngờ tôi? Ừ. Anh nghi ngờ tôi điều gì? Tôi nghi Trúc không phải là cô gái tới nhà tát tôi quá. Bây giờ Trúc khác quá. Trúc tốt với tôi một cách đáng kinh ngạc luôn á. Trời ơi, tôi tốt với anh mà anh cũng nghi ngờ tôi nữa. Hay là để tôi tát anh như lúc trước, để anh khỏi nghi ngờ tôi nữa. Tôi tin cô rồi, cô khỏi phải tát tôi nữa. Tôi không có tốt với anh đến độ mua đồ cho anh đâu. Tiền tôi mua đồ cho anh hả, tôi cho anh thiếu, chứ không có cho anh luôn đâu mà anh mừng. Cái gói này á là 15.000. Cái giường á là 150.000. Ừ. Tiền cái mền á là 45.000. Còn cái chiếu là 20.000. Tiền ba gác chở về đây là 17.000. Tổng cộng anh thiếu nợ tôi là 670.000. Chứ số nợ cũ là 1.250.000 nữa. Ráng mà đi làm kiếm tiền trả lại cho tôi nha chưa. Biết rồi. Ủa, mà công nhận Trúc dám cho tôi nợ từng ấy tiền, chứng tỏ Trúc cũng có lòng tin đối với tôi chứ bộ. Tôi tin anh có tí xíu thôi. Ráng mà gìn giữ niềm tin đó đó. Anh mà làm mất niềm tin đó là anh tiêu luôn á. Biết rồi, tôi sẽ cố gắng mà. À,
tôi nhường lại cho anh cái giường này, còn cái giường kia để lại cho tôi. Cái giường tôi mới mua rẻ hơn cái giường này nha. Vậy hả? Cảm ơn nha. À, bây giờ phụ tôi vô nhà kho dọn dẹp sạch sẽ lại, rồi đóng lại cái giường này luôn. Đi. À, chờ tôi thấy đồ đó. Nha. Trời ơi, bây giờ bê hết đống đồ ra vứt ngoài sân á hả? Trời, vứt ra ngoài đó người ta ăn trộm hết đồ của tôi rồi sao? Bây giờ anh phụ tôi dọn dẹp sạch sẽ lại, quét hết màn nhện với lại đem cái giường vô đóng. Cái đống đồ này cho người ta còn không thèm lấy nữa chứ là bây giờ còn sợ bị mất nữa. Anh nói hay quá à. Bây giờ hả, thấy cái nào ra là có người ăn cắp liền đó. Rồi bây giờ làm cái gì? Phụ tôi quét màn nhện nè. Còn làm gì nữa không? Không, xong rồi. À, có phải mang cái tủ ngoài kia vô cho Trúc không? Thôi, tôi xài cái tủ này được rồi, nhường cái tủ kia cho anh đó. Cảm ơn nha. Ừ. Mệt quá. Tôi mệt quá trời luôn á. Anh ngồi nghỉ tí đi, rồi chút nữa đi tập xe đạp. Tôi mệt quá rồi, ngày mai tập được không? Được. Cảm ơn nha. Nhưng mà phải dậy lúc 5 giờ sáng để tập á nha. Trời, sao dậy sớm vậy trời? Làm sao tôi dậy giờ đó được? Dậy không nổi cũng phải dậy. Dậy sớm tập, để mai tôi còn đi bán nữa. Ngày mai tôi đi bán sách lại rồi mà. Tôi sợ nhất là dậy sớm á. Thôi kệ, mệt cũng đi tập luôn đi. Đi. Trời, mệt quá. Đứng còn không nổi làm sao mà tập xe được. Đàn ông gì mà yếu xìu vậy trời. Tôi mệt quá rồi, thôi để ngày mai tập đi. Đàn ông gì mà yếu nhớt. Mới làm tí xíu mà đã than mệt rồi. Anh yếu vậy làm được gì trời. Làm quá trời luôn, không kêu làm chút xíu. Ủa người chứ phải trâu bò đâu mà làm hoài không biết mệt. Chứ lại tôi cũng mới hết bệnh xong, không nên làm quá nhiều. Coi chừng bệnh lại á thì khổ tôi và khổ cô luôn á. Đúng không? Đúng. Cảm ơn Trúc. Ủa mà lúc nãy tôi tìm hoài trong nhà không thấy có công tắc điện nào hết trơn á. Xài bình ắc quy làm gì có công tắc điện. Tôi xài cái bình ắc quy ở đằng kia rồi, thấy chưa? Ở giữa Sài Gòn mà sẽ giống nhà quê vậy trời. Xài bình ắc quy. Chứ không xài bình ắc quy thì xài bằng gì. Ở đây là nhà hoang, làm gì có điện nước. Nước tôi cũng phải mua từng can về đó. Sống ở Sài Gòn giữa năm 2008 mà nước không, điện không, tivi không, cassette không, điện thoại cũng không. Trời, sao cái nhà này cái gì cũng không vậy trời. Nhưng mà có một thứ không ở đâu có hết trơn á. Là cái gì vậy? Một anh chàng lười biếng, tính tình kỳ cục, mà không biết điều nữa. Năn nỉ xin ở nhờ nhà người ta mà cái gì cũng than, cái gì cũng chê. Không thích ở đây nữa thì đi kiếm chỗ khác ở đi. Đùa mà. Đùa mà thiệt, thiệt mà đùa. Đi xuống phụ tôi nấu cơm nè. Lại làm cái gì nữa? Đi. Chỉ lấy đoạn non thôi, ngắt ra như thế này là vừa. Nhớ chưa, làm thử đi. Nè. À, tôi quên dặn anh nữa. Ra vô đầu hẻm nhớ cẩn thận, đừng gây chú ý quá. Ủa tại sao vậy? Sao cái gì? Lỡ người chủ khu này họ biết tôi với anh ở đây, họ không cho ở nữa hay sao? Tôi ở đây gần 10 năm rồi mà ít ai biết lắm. Nhớ chưa? Nhớ. Thế nhưng mà lỡ người ta giải tỏa khu này thì sao? Đến lúc đó tính tiếp. Bây giờ cứ ở đi đã. À, mà chắc họ quên khu này luôn rồi. Cầu cho quên khu này luôn đi. Tôi thấy dân chúng kêu ca phàn nàn rằng ở Việt Nam quy hoạch treo lâu quá. Bây giờ mới thấy Trúc là người đầu tiên mong quy hoạch treo càng lâu càng tốt á. Bây giờ có người thứ hai rồi. Anh cũng mong như vậy đi là vừa. Khu này hả mà hết quy hoạch, không phải một mình tôi bị đuổi ra đường đâu nha. Số phận kỳ lạ thiệt. Tự dưng đem gắn kết hai người không có liên quan gì với nhau lại với nhau. Lãng gì đâu. Số phận gì? Anh tìm đến đây gian xin lại lục tôi cho nhờ mà. Thì đó cũng là do số phận chứ bộ. Lợi dụng chèo khéo chóng.
Chúc mừng thằng Nam trở lại nhà con Trúc. Dạ. Vậy là từ đây anh và em ngủ yên giấc được rồi đó. Chưa đâu, em cũng còn lo lắm. Đây chỉ mới là bước đầu thành công thôi. Thì chúc mừng bước đầu. Ừ. Đây, em ăn đi. Cảm ơn anh. Mà chiều nay sao anh không thấy thằng Nghĩa về ăn cơm với mình? Nó nói là nó tập kịch, tới khoảng 10 giờ rưỡi nó mới về được. Hình như anh thấy thằng Nghĩa mỗi lần ăn cơm với mình nó ngại ngại làm sao á. Anh thấy nó không được thoải mái lắm trong căn nhà này. Anh thấy nó ngượng ngượng khi nói chuyện với anh và em. Cả em cũng vậy, em thấy em và anh cũng chưa quen khi có mặt của thằng Nghĩa. Anh biết không, nhiều khi em cứ giật mình là thấy nó đứng trong phòng của thằng Nam. Không biết là cái chuyện điên khùng này bao giờ mới chấm dứt được. Anh hy vọng là con Trúc sẽ làm thay đổi thằng Nam. Uống đi em. Nè em ăn đi. Cảm ơn anh. Ngon không? Ngon. Anh còn nhớ món rau muống này luộc sao không? Nhớ chứ. Rau phải rửa thật sạch, rửa ba nước. Khi rửa phải nhẹ tay thôi, không thôi bị dập rau á. Nước sôi á, anh bỏ vào đây một tí muối. Sau đó bỏ rau vô. Nhớ là đừng có để nắp lại, không thôi rau sẽ vàng khè. Bỏ rau vô á, đảo qua đảo lại. Chờ nước sôi một tí á, thì vớt rau ra. Đừng có để rau chín quá, ăn không có ngon đâu á. Khi mà đảo rau á, nhớ là đảo đều tay nha không. Rồi, khi mà nước sôi như vậy nè, anh đợi một tí rồi vớt rau ra. Nhớ là tôi dặn là đừng có để rau chín quá, ăn không có ngon đâu á. Anh ăn thử món canh mướp xem sao. Thấy được không? Được. Vậy còn nhớ món canh mướp này nấu sao không? Nhớ. Anh còn nhớ cơm nấu sao không? Gạo vo thật sạch. Vo gạo á, cái chính là cho sạch bụi bẩn. Đừng có vo nhiều quá mất chất á. Còn canh nước để nấu cơm á, thì chỉ bằng một lóng tay thôi. Cỡ vậy nè. Nhớ không? Nè, khi mà nước sôi á thì mở nắp ra, xới cơm, sau đó đóng nắp lại và để lửa nhỏ thôi. Còn món cá kho này nè, hơi phức tạp, tôi sẽ chỉ anh sao. Bây giờ nhớ như đó thôi. Mà tôi thấy anh cũng thông minh, chứ đâu có ngu đâu. Cảm ơn. Chỉ cho em biến thôi à. Mà ở với tôi á, anh không có cơ hội để làm biến nữa đâu. Mấy cái món hồi nãy tôi chỉ á hả, anh ráng mà nhớ cách nấu để mai mốt tự nấu ăn đó. Chết tôi rồi. Đáng đời anh. À, hôm nay anh ăn đỡ nước mắm dở này đi. Ngày mai tôi sẽ mua cho anh một chai nước mắm loại ngon. Còn chai nước mắm này á hả, để dành nấu ăn. Thấy tôi tốt với anh không? Ăn cơm xong anh chọn rửa chén hay là lau nhà đây? Rửa chén hay lau nhà hả? Ừ. Anh à, lâu lắm rồi em mới có được cảm giác vui như vậy. Anh cũng vậy. Không biết bây giờ thằng Nam với con Trúc nó đang làm gì anh ha. Đi chứ. Anh lau nguyên cái nhà không giặt sao sạch được. Ê, không được. Lấy nước trong thùng phi để giặt, không có tại được sao? Lấy nước trong lu. Nước trong lu là nước máy, tôi mua 2.300 một can 20 lít dùng để nấu ăn. Còn nước trong thùng phi á là nước mưa, dùng để tắm rửa và giặt đồ. Nhớ không? Nhớ. Anh xài phải tiết kiệm á. Cũng hơi là đã mùa mưa, hứng được nước để xài. Chứ không có mưa hả, tốn tiền mua nước lắm á. Điện thì xài bình, nước thì mua từng can một. Thế kỷ 21 rồi mà sao còn có người khổ như thế trời. Hơi, vậy mà có người năn nỉ xin ở nhờ để khổ chung á. Dắt cái cây lau nhà đi, xoắn lại.
Đúng rồi, xoắn mạnh vô. Đúng rồi. Ủa, mà chuyện ông Hiều Trúc Đình Tính sao? Chứ không lẽ đây ổng lâu lâu đột nhập vô nhà rồi xách dao được chém tôi vậy hả? Thì chút nữa rửa chén xong, tôi đi gặp anh Hiều để nói chuyện. Hay là anh muốn nhanh á, thì rửa chén giùm tôi đi. Tôi đi gặp anh Hiều luôn. Thôi, Trúc rửa chén xong rồi đi cũng được. Anh không có trốn hoài được đâu. Mai mốt gì cũng phải rửa chén à. Thế Trúc không sợ tôi làm bể chén dĩa như lần trước à? Anh mà làm bể cái nào hả? Tôi bắt đền anh cái đó đó. Trúc thật là độc ác. Vậy thì tôi mới chị được anh chứ. Tôi qua nhà nói chuyện với anh Hiều xong tôi về liền. Ủa, lỡ Trúc đang trên đường tới đó thì ông Hiều đang trên đường tới đây thì sao? Ổng mà tới đây không có Trúc ở nhà là căng lắm đó. Nhiều chuyện quá à. Thì quét sân xong vô nhà đóng cửa lại. Không phải tôi gọi cửa thì đừng có mở. À mà nè, anh tranh thủ quét màn nhện, chà sàn nước nhà tắm đi. Đừng có ngủ nữa nha chưa. Tuân lệnh. Nhớ là tôi dặn á. Ừ. Đi nha. Khỏi quét luôn. Tại sao lại có tấm hình ở trong giỏ? Sao trước giờ mình chưa thấy? Gia đình hạnh phúc à? Xưa rồi. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Sao em không cứ khóc cho vơi đi? Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt. Chuyện vui em xin giữ cho nỗi buồn đừng qua đây. Khi đêm còn lại trong ký ức, em dù một thời ta êm ấm, có nước mắt đẫm lăn về dài trên mi. Qua đi thật rồi cơn mơ ấy, miên man chuyện buồn riêng em thôi. Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay. Hiều, mày ăn cơm chút xíu tụi tao ăn hết ráng chịu á. Tụi mày ăn kệ tụi mày chứ. Mày bệnh hay sao mà không ăn gì Hiều? Bệnh chó gì? Nó thất tình á. Tương tư á. Tụi mày câm cái họng chó rồi mày lại được không? Mày thích ai vậy Hiều? Còn ai vô đây nữa? Nhỏ bán sách cũ á. Đúng không Hiều? Tao biểu mày có câm miệng chó mày lại không mày? Mất dạy. Mày thất tình đúng rồi, phải không? Nhỏ đó nó đẹp, nó lộng lẫy như vậy á, mà sao yêu mày được? Ừ. Cái này người ta gọi á là đĩa đeo chân hạt, phải không? Ừ. Đáng lẽ nhỏ nó đẹp, nó phải yêu tao nè, tao đẹp trai hơn nó nè, đúng không? Chứ thằng Hiều á, xấu quắc, lùn sủng, cao có 1m48 hả? À. Bề ngang nó dài như bề dày đó, phải không? Bà mẹ tụi mày khùng hết trơn hả? Có tên ta đập một lượt hai thằng không? Nó trúng tim đen đó rồi kìa. Tao đập một lượt hai thằng tụi mày luôn. Hiều lùn sủng đang yêu, Hiều lùn sủng đang yêu. Tao lùn kệ cha, tao ăn hết của bà nội tụi mày hả? Mày đứng lại không? Mày đứng lại chưa?
luôn hả? Đứng lại chưa? Mày... tụi mày về đây tụi đập chết cha rồi mày đó. Đám khốn nạn, sao lùng kìa cha tụi ông? Mẹ bà mấy thằng khốn nạn. Hiếu ơi, Hiếu ơi. Nhỏ bán sách tới kiếm mày kìa. Tao giỡn tụi bay đâu nha. Nó chạy tới đầu ngõ rồi kìa. Thiệt không? Thiệt. Để đi. Chết cha tao rồi. Tụi bay mình lừa tao rồi. Chết chứ tao nghe chưa. Trời ơi, tụi tao nói thiệt mà. Ê. Không được nói tao nha nghe chưa. Đứa nào nói tao nha. Giết tụi bay chết đó. Biết rồi. Anh cho em hỏi có anh Hiệu ở nhà không? Em kiếm Hiệu hả? Dạ. Nó đi công chuyện rồi, chút nó về liền. Em vô ngồi chờ đi. Dạ. Dọn chén. Thôi, mấy anh cứ ăn cơm tự nhiên đi. Cũng xong rồi em ơi. Tụi ăn cũng gần xong rồi. Nước. Uống nước đi em. Cảm ơn anh. Em kiếm Hiệu có chuyện gì không? Chuyện riêng thôi à. Chà, công nhận Hiệu sướng thiệt nha. Có bạn gái đẹp tới kiếm. Ừ. Mà còn kiếm chuyện riêng nữa. Còn đứa anh á, đẹp trai vậy mà không ai tới kiếm hết. Công nhận á, cuộc đời này nó bất công dễ sợ. Bởi vậy tao mới nói lụ khù giác lưu chạy. Còn câu này nữa hay hơn nè. Câu gì? Chó ngáp phải rồi. Mấy anh nói đùa gì mà kỳ cục quá vậy? Rồi anh đâu có nói đùa, nói thiệt mà. Thiệt 100% luôn á. Ừ. Mấy anh mất lịch sự quá. Công nhận nha, giận vậy mà vẫn xinh. Thằng Hiệu nó sướng lắm, nó có số hưởng. Ừ, số hưởng cái chắc luôn. Ừ. Hiệu ơi, Hiệu, gậy mày đi rồi chui ra đi. Đi rồi, chui ra đi. Thiệt không? Thiệt. Bà mẹ tôi giết tụi mày, tao giết tụi mày. Nó được nữa. Lại chưa? Lại. Trời ơi là trời, đừng qua đi. Tao giết tụi mày chết luôn. Hai cái thằng mất dạy. Tụi mày chạy luôn đi. Tụi mày mà về đây tao giết tụi mày, tao làm con tụi mày đó. Ủa nó đâu rồi? Bây giờ nó ra kìa. Nó ra kìa. Quay là cái đám cô hồn. Ai đó? Trúc hả? Ừ, tôi Trúc nè. Mở cửa đi. Ừ, chờ tí. Nói chuyện với anh Hiệu sao rồi? Tôi chưa gặp được ảnh nữa. Chết rồi, mai ông tới quậy nữa rồi sao? Thì mai tôi nói chuyện với ảnh. Mà ảnh hiền khô à, anh làm gì sợ dữ vậy? Trời, ổng chỉ hiền với Trúc thôi. Chứ sáng nay tôi mà không chạy kịp á, là ổng chém tôi chết rồi. Ổng hù vậy chứ không dám chém thiệt đâu. Bữa nào thử đứng lại không dám chém không? Trời ơi, Trúc xúi dại tôi quá. Tôi mà đứng lại ông chém chết thì sao? Sao thì sao? Anh chết thì tôi thoát khỏi anh chứ sao? Cầm đi. Khùng hả? Sao tự nhiên kêu tôi cầm cái chổi làm gì vậy? Cầm đi rồi tôi nói tại sao. Cầm đi. Làm gì vậy? Ý đồ gì nè phồn. Bây giờ thì thấy Trúc giống dễ sợ. Giống lắm luôn á. Tôi giống gì? Bây giờ nhìn Trúc giống mấy mụ phù thủy độc ác cửa chổi bay vòng vòng. Đùa có duyên dễ sợ luôn á. Vui không? Không. Đi đâu vậy?
đi lấy đồ tắm. Ủa sao lại cầm dao vậy? Tôi đem dao đi tắm cho an toàn, được chưa? Được. À mà anh hát đi. Hát nữa hả? Ừ, còn nếu không chịu hát thì ra ngoài tôi khóa cửa lại. Chừng nào tắm xong á, tôi mở cửa cho vô. Ừ, thôi tôi ra ngoài, chứ hát quải lắm. À, mà lỡ Trúc đóng cửa, tôi đứng ở ngoài, ông Hiếu tới làm sao tôi chạy kịp? Vậy thì ra ngoài cửa đứng hát đi. Mà, sao mỗi lần cô tắm tôi phải đi hát, lần sau tôi tắm cô cũng phải hát á. Nó nhiều quá, hát đi. Bực ghê. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏ sáng, chứng giám cho cô tình anh và hát em. Hát bài khác đi. Yeah. Bài đó không quá hát rồi. Trời ơi, tôi hát thì Trúc biết tôi đứng yên một chỗ rồi mà. Thì bài nào chẳng được, việc gì phải đổi bài. Tôi thích đổi á, hát bài khác đi. Bài gì vậy trời? Bài gì cũng được, anh hát đi. Trả lên ba được không? Ừ, hát bài đó đi, tôi thích bài đó đó. Cháu lên bà, cháu dồ màu dao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Không khóc nhè, để mẹ lên nương rây. Cha vào nhà mai, ông bà vui cây cài. La 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 la. Nam, dậy đi. Dậy đi tôi nói nè. Nam, dậy, dậy đi. Chuyện gì vậy? Hình như có ai rình bên ngoài á. Thì sao? Theo tôi ra ngoài kiểm tra đi. Nhanh lên. Tôi có thấy ai đâu. Tôi nghe có lon kêu mà. Mà sao cái bẫy còn nguyên ta? Chắc là thấy động chạy mất cái gì. Chú chợ mà vô đây hả? Tôi chém chết á. Tôi để con dao đầu giường á nha. Vô ngủ. Tôi có nhiều dao lắm á nha. Tôi ghét nhất là đang ngủ mà đánh thức dậy. Trời, sống khu này nguy hiểm quá.
Sống căng thẳng như vậy mà Trúc cũng sống được nữa. Hay thiệt á. Bây giờ anh sống ở đây rồi đó. Ráng mà chịu đựng đi. Nhớ ngày mai sáng về sớm đi tập xe đạp đó nha. Chết tôi rồi. Nam, về tập xe đạp nè. Nam, về đi tập xe đạp. Về đi tập xe đạp trễ rồi nè. Bây giờ không chịu dậy phải không? Dậy đánh răng rửa mặt đi tập xe đạp nè. Dậy đánh răng rửa mặt đi tập xe đạp nè. Anh mỏng mâu ra khỏi giường hả? Tôi tạt cái thêm ca nữa bây giờ. Tôi dậy rồi mà. Ui da. Bị gì vậy? Không biết nữa, tự nhiên đau chân quá. Ê, đừng có giả bộ bị đau chân rồi trốn tập xe đạp với tôi nha. Tôi đâu có giả bộ đâu. Bị thiệt mà. Trời ơi, sao tự nhiên tối qua không đau, sáng nay tự nhiên đau? Đau gì mà lãng xẹt vậy trời. Vô lý quá. Tôi biết tại sao đau chân rồi. Tại hôm qua ông Hiệu cũng rượt tôi chạy nhiều quá, đâm ra là bây giờ chân mới đau nè. Thiệt cũng đó. Sao hôm qua rượt cũng đau mà sáng nay tự nhiên cứ bị đau? Trời, làm sao mà tôi biết được. Nó muốn đau lúc nào thì đau chứ. Đau bắp chuối quá. Chắc là anh nói thiệt. Bị chạy căng cơ nó mới đau. Thôi được, tha cho anh hôm nay khỏi tập xe đạp đó. Mai tập. Cảm ơn Trúc. Vậy đánh răng rửa mặt đi rồi phụ tôi nấu đồ ăn sáng nè. Nấu ăn nữa hả? Chứ sao. Vậy đi. Nhanh lên, tôi tạt thêm ca đó bây giờ. Nặng quá à. Khiêng hai người mà thăng nặng cái gì. Mỗi hôm tôi vác con mình thôi đó. Công nhận Trúc mạnh thiệt á. Ủa, mà chở sách rồi sao chở tôi? Chút nữa anh đón xe buýt ra chỗ tôi bán sách. Đi xe buýt á? Tôi đâu biết đón xe buýt ở đâu. Mà biết sao nào chạy ngang qua chỗ Trúc? Ra khỏi hẻm quẹo trái, đi khoảng cây số là có một trạm xe buýt. Ngay chỗ trạm đó có một bà bán báo. Hỏi bà ấy đón xe nào ra chỗ tôi bán sách. Trạm dừng ngay chỗ đường Nguyễn Du sát bên công viên đó. Anh cứ băng qua công viên rồi đến chỗ của tôi bán sách liền à. Nè, cầm lấy 10 ngàn đi xe buýt nè. 10 ngàn đủ không? Trời, đi xe buýt chứ có phải đi taxi đâu mà không đủ. Xe buýt mỗi lượt có 3 ngàn thôi. Tôi đưa 10 ngàn, đi 3 lượt, còn dư 1 ngàn đó. Ờ, thôi Trúc đi trước đi. Tôi vào tắm rửa thay đồ rồi ra liền. Ừ, tắm phải tiết kiệm nước, nhớ khóa cửa cẩn thận đó nha. Ừ. Ờ, khoan đã. Hả? Ừ. Chìa khóa gì vậy? Chìa khóa nhà, có chìa khóa để mở cửa vô nhà. Chứ lỡ mỗi lần tôi đi cứ ngồi ngoài cửa chờ hoài hả? Đưa tôi chìa khóa nhà,
Không sợ tôi dọn đồ đi luôn sao? Ờ ha, thôi trả lại tôi đi. Tôi đùa mà. Tôi cũng đùa chứ bộ. Trúc đi ha. Đi nha. Ờ, đi ra ngoài đó tháo giùm tôi cái bẫy. Ờ. Kéo hai cái đầu dây đó qua bên đây nè. Tôi đi nha. Ờ, Trúc đi. Chết cha, coi chừng con Hiều tới. Coi chừng ông Hiều thấy mình. Bộ nhà mày mới trúng số độc đắc hả nghĩa? Đâu có trúng số gì đâu, sao hỏi vậy? Tại thấy bộ lên nhanh quá, đang từ xe đạp chuyển qua mô tô xịn, rồi từ ký túc xá chuyển qua Phú Mỹ Hưng ở, không trúng số độc đắc, sao lên lẹ vậy? Từ có người nhà ở Phú Mỹ Hưng, họ kêu về ở, còn mô tô họ cho mượn thôi. Xạo. Không tin thì thôi. Tao thấy cuộc sống của mày á, nhiều bí mật lắm. Lạ lắm nha. Mày có biết tụi trong trường bây giờ đang đùm rùm lên về mày đó. Tụi nó nói gì? Tụi nó nói mày làm trai bao mới lên nhanh như vậy. Công nhận tụi nó rảnh thiệt. Đến phút cuối em chợt nhận ra anh, anh là người em yêu trong suốt cuộc đời. Đến phút ấy ta đã dành cho nhau hơn ngàn lần câu yêu thương, hơn cả một trái tim. Người yêu ơi muốn nói bao điều, nhưng sao môi này cứ thẹn thùng giấu riêng. Nhìn sâu trong đôi mắt dịu dàng, chẳng cần lời nào hơn. Khi ta đã thấy được yêu thương, bên nhau ta gửi mây cho trời, bên nhau ta cưỡi hoa cho canh giây phút này. Giây phút này nguyện luôn mãi có đôi, bên nhau xin giữ mây bình bầu, bên nhau lòng nghĩa sao đắm say, trọn vẹn cho nhau nhé. Giây phút này na ha ha. Đến phút cuối em chợt nhận ra anh, anh là người em yêu trong suốt cuộc đời này. Đến phút ấy ta đã dành cho hơn ngàn lần câu yêu thương, hơn cả một trái tim. Người yêu ơi muốn nói bao điều, nhưng sao môi này cứ thẹn thùng giấu riêng. Nhìn sâu trong đôi mắt dịu dàng, chẳng cần lời nào hơn. Khi ta đã thấy bên nhau ta gửi mây cho trời, bên nhau ta cưỡi hoa cho canh giây phút này. Giây phút này nguyện luôn mãi.